Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quy kính lại người thì tha con khấn nguyện cầu. Quê hương là dòng sông mát trong trăng vàng soi sáng. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Đóa hoa tươi sắc diệu thường, sớm khuya rơi giữa cồn đường. Đạo Phật là đạo từ bi, đâu có Phật là đâu có hạnh phúc. Xin quý vị cùng chúng tôi hát bản Phật giáo Việt Nam.
Phật Bổn Môn, con đã đến sự thể hiện của
Bồ Tát, 32 hóa thân trong kinh Lăng Nghiêm, và thầy cũng nói về Bồ Tát Quán Âm, Ý Căn Kỳ Thông, sau khi Phật hỏi 25 vị thánh trình bày sở bộ, thì Đức Phật ngài nghe qua là trình bày của Bồ Tát Quán Âm thì Ý Căn Kỳ Thông, nên ngài mới dạy A Nan phải hành trì Ý Căn Kỳ Thông đó để làm được bậc thánh. Và cũng trong đó có nói về Phật quá khứ, Phật Quán Âm đã thọ ký cho Bồ Tát. Bây giờ Quán Thế Âm trong kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn, chắc một số điều cũng có tụng đọc, thì có nói về Bồ Tát Quán Âm vốn là vị cổ Phật chánh pháp minh Như Lai do đồng Đại Từ Đại Bi, cho nên ngài mới thị hiện làm Bồ Tát ở cõi Ta Bà này. Trong kinh Rất Hiếp Công Đức Trang Nghiêm Vương có nói đến Bồ Tát Quán Âm là vị thị giả của Phật Thích Ca. Trong Mật Giáo ngài là hóa thân của Phật A Di Đà. Và trong kinh Đi Hoa có nói về tiền kiếp của Bồ Tát Quán Âm, ngài vốn là thái tử của Phục Huyền, con vua Vua Chánh Niệm trong thời Đức Phật Bảo Tạng thì hiện ra đời, thì có vị đại thần Bảo Hải, cha của Phật Bảo Tạng, với khuyến tấn thái tử Phục Huyền là phát tâm Bồ Đề, thì ngài mới phát nguyện khi nào còn chúng sanh khổ não khổ hải thì ngài không có nhập niết bàn, cho nên ngài thị hiện ở cõi đời này và được Đức Phật Bảo Tạng thọ ký cho ngài ở cõi nhất thiết trong bảo sở thành tụ sau khi Phật A Di Đà nhập diệt, và ngài có cái pháp hiệu là biến xuất nhất thiết quang minh công đức sơn Như Lai. Thì qua những kinh điển đại thừa chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca ngài chỉ dạy chúng ta sự thị hiện, sự thọ ký của Bồ Tát Quán Thế Âm thế nào, thì chắc chắn đa số Phật tử chúng ta ai cũng biết về sự thành tâm cầu nguyện của Phật tử của chúng ta từ xưa ở Ấn Độ cho đến những xứ Tây Phật, Trung Quốc, Tây Tạng, Nhật Bản, v.v. như là Phật tử Việt Nam chúng ta có duyên thâm sâu rất lớn với ngài. Chúng ta cũng biết Bồ Tát Quán Âm là ngài tượng trưng cho người mẹ hiền cứu khổ, và đối với ngài như trong kinh có dạy về 32 hóa thân của ngài, cũng như là 14 cái năng lực vô úy là ngài cứu giúp chúng sanh khổ não được giải thoát, và chúng sanh nào gặp lửa lửa không có thể thiêu đốt, nước không thể chìm, các quỷ không thể làm hại, vân vân, như chúng ta vừa tụng đọc cái bài kệ trong kinh Pháp Hoa phần của môn đó. Và chắc chắn đa phần Phật tử chúng ta dẫu ở Việt Nam, dẫu xứ người, thường khi chúng ta nói đến tụng kinh cầu an, tụng kinh diễn vị, kinh Pháp Hoa phẩm phổ môn, chúng ta kinh phổ môn nha, vì đừng có lẫn lộn ha. Đối với Bồ Tát Quán Âm á, mình thấy ngài thể hiện hình tướng nam hình tướng nữ, quý vị hả, hình tướng nữ hả, đã là Phật đã Bồ Tát rồi thì vượt trên ngoài giới tính, nhưng mà vì chúng sanh chúng ta đó, ngài mới thể hiện hình tướng nữ, hình tướng của người mẹ hiền lúc nào cũng nghĩ đến chúng sanh chúng ta. Đúng ra trước thời Đường á, trước cái thế kỷ 9 thứ 10 á, từ bên Ấn Độ và bên Tây Tạng
đa phần những hiện tượng của ngài là tướng nam, mà sau này gọi là tướng nữ. Hình tượng tướng nam tướng nữ đó không quan trọng bằng cái sự thể hiện nội sanh của ngài, như trong kinh Pháp Hoa Phổ Thông Môn có nói rằng chúng sanh nếu cần thể hiện thân Phật để được cứu độ, ngài sẽ thể hiện thành thân thanh văn, ngay cả đồng nam đồng nữ ngài cũng thể hiện để cứu độ chúng sanh chúng ta. Cho nên chúng ta phải biết đối với Phật phụ chúng ta thì còn phân biệt giới tính nam giới tính nữ, nhưng đối với chư Phật chư Bồ Tát các ngài đã thành các vị đại Bồ Tát rồi, chỉ tùy theo duyên mà thể hiện, cho nên mới thể hiện từ tướng nam tướng nữ để độ chúng ta mà thôi. Do đó mà chúng ta phải biết điều đó. Và chắc chắn hình tướng của Bồ Tát chúng ta thấy đó ha, có thể là tượng bằng đá ha, giống hình tướng của người nữ, hoặc là hình tướng gì nữa, ngàn tay ngàn mắt. Để biết tại sao cái nhân duyên gì mà ngài có ngàn tay ngàn mắt không, có người nào biết không? Trong kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Tịnh Hạnh Ni đó, có vị nào tụng đọc chưa? Trong đó có nói đó, nói đến là lúc mà ngài tu hành sơ địa thôi, cho ngài phát tâm Bồ Đề, phát tâm cứu độ tất cả chúng sanh. Ngay lúc mà ngài phát tâm như vậy, và ngài phát tâm như Phật Quan Âm á, nên do cái tâm thành mà ngài được ngàn tay ngàn mắt, ngài được từ sơ địa thăng lên bát địa. Cho nên trong chùa chúng ta đôi khi cũng thờ ngài cái hình tướng nữ, cũng như là có ngàn tay ngàn mắt. Ngàn tay ngàn mắt tượng trưng cho gì thì mình có ngàn tay ngàn mắt không, hay mình có mấy tay mấy mắt? Hai tay hai mắt à, cao lắm á, hai tay mình chỉ cầm hai món đồ thôi, hai mắt mình nhìn trước và nhìn sau được. Mà Bồ Tát ngài có ngàn tay ngàn mắt, thấy sợ quý vị. Bên chùa chúng tôi đó, bên tu viện vào chúng tôi bên Việt Nam, tôi có cái tượng đó, nên khi mình nghĩ tới hỏi hôm sau tượng gì kỳ cục vậy, nhìn đầu nhìn mắt nhìn tay vậy, nó là cái biểu tượng. Biểu tượng sao? Là ngày sau thiên sứ kỳ cột, thiên sứ ứng. Nghĩa là sao? Ngàn chỗ. Còn ngày thì sao? Ngàn ngàn ứng hiện ngàn chỗ. Cho nên do cái sự hiện như vậy đó mà ngài mới có ngàn tay ngàn mắt. Không phải là có ngàn tay ngàn mắt, có thể là chục ngàn tay chục ngàn mắt nữa, tùy theo duyên, tùy theo sự cầu nguyện của chúng sanh. Cho nên có cái bài kệ đó: Quán Âm Bồ Tát diệu năng thù, thanh tịnh trang nghiêm bị kiếp tu, hảo hảo hồng liên an túc hạ, loan loan thu nguyệt tiêu mau đầu, bình trung cam độ thường biến soái, thủ nội chiêu chi bất kế thu, thiên sứ kỳ cầu thiên sứ ứng, khổ hải thường tác độ biên tru. Vì hiểu không? Trong hiểu không? Đại khái nói câu đó mình thấy á, thấy có những tấm ảnh tấm hình đó, Bồ Tát Quán Âm ngài hiện trên biển cả, nhất là những cái vị đi vượt biên. Trong đây có một số vị đúng không? Đi vượt biên thì thấy đó, trên biển cả bao la, trên biển cả trời và nước chỉ có một mình cái con thuyền này thôi. Trong cái những cái giai đoạn thập tịnh đức sinh đó đó, có biết bao nhiêu người mà nhờ thành tâm cầu nguyện ngài mới thoát khổ, mới thoát nạn, đến bờ tự do. Phải quý vị, trong đây có vị nào đã đi từ vượt biên, xin cho biết. Ít quá hả? Như vậy á, chỉ còn những vị mà không đi vượt biên có phước ha, phước đi thẳng từ những năm ở đây ha. Chúng tôi thường nói đó, do cái nhân duyên vượt biên tôi mới biết đi tu, còn vượt biên chắc biết đi tu đâu. Thấy đời còn sướng, đời còn vui lắm. Khi mà cái cơ nghiệp thập tử đi sanh quý vị, những cái lúc đó đó mình mới có tâm thành. Quý vị chắc chắn đó, chính bản thân mình, nhất là quý vị mà đã đi từ một biên trên biển cả rồi đó, là tôi nói đó, mình giữa mình với những người xung quanh, ngồi trong cái chiếc tàu, chiếc ghe, chiếc thuyền nhỏ bé đó, trên là trời, dưới là nước, mênh mông không biết đường, không biết xá, không có chỗ nơi điểm tựa, chỉ cần một cơn sóng mạnh cái là đi xuống, nằm dưới lòng biển rồi. Cho nên biết bao nhiêu người bị hạ tầng, bị sóng gió mà nhờ niệm danh hiệu của người ta, thì tôi nghĩ chắc chắn trong đây có một số quý vị đã từng gặp cái cảnh đó, đã từng thành tâm niệm danh hiệu của ngài đến cho bình an. Nhưng mà nhiều khi á, trên biển cả lúc mà mình bị thập tử nhất sanh á,
mình niệm ngài, cầu nguyện ngài để cho con ra thoát khỏi cảnh khổ này, thoát khỏi cơn thập tử nhất sanh này, rồi con sẽ đi tu, rồi con sẽ cạo đầu, con sẽ ăn chay, vân vân. Đến kể cả là quên trơn rồi, phải không vậy? Phải không? Có nhớ hay quên? À, nhiều khi hứa ăn hứa gì đó, hứa cho qua lo cho trả nợ. Rồi qua bên Mỹ cũng vậy đó, có nhiều khi có những cái nhân viên mà mình gặp chuyện lúc đó mới nhớ Bồ Tát, mới nhớ Phật. Bình thường vui không nhớ đâu, phải không vậy? À, bình thường đi shopping, à, bình thường đi chỗ này chỗ nọ, đi vacation, đi qua Hawaii vân vân, mà khi gặp chuyện mới nhớ. À, thì có một vị Phật tử tôi được biết đó, bên chùa Diệu Quang bên Sacramento đó, thì cô đó rất là thành tâm niệm cho Thiện Quang Bồ Tát bất cứ lúc nào. Nhưng mà bữa đó đó có người con lái xe đi qua như là Arizona đó, thì thường đó, cô ta gọi người con mà lúc đó thì sao mà bận rộn gì đó không gọi, nhưng mà cái linh khí cô ta đó bất an. Rồi cô ta bữa đó đó đi làm về, niệm danh hiệu của ngài, tụng kinh pháp hoa Phật Phong Môn với trì chú và niệm danh hiệu của ngài. Rồi sau khi tụng xong đó, cái linh khí mình biết người mẹ người con đó, tình mẫu tử tình phụ tử gần là gì. Cho nên có cái chuyện gì xảy ra con cái mình, có chuyện gì xảy ra cho gia đình mình, cho vợ chồng mình, cho cha mẹ mình có cái cảm giác là gọi là thầm nhau cách cảm đó, thì tự nhiên cô ta có cái linh thú kỳ lạ quá nên gọi người con mà con không bắt. Rồi cứ cố gắng mà lên trên thành phần Phật cứ lúc nhanh, và tự nhiên cứ nghe tiếng điện thoại cảnh sát gọi nó là người con bị xe. Cô ta hoảng hồn rồi mới khóc lóc rồi trước bàn thờ Bồ Tát, rồi sau Bồ Tát cứu con, Bồ Tát cứu cho con của con. Thì ngay lúc đó, sau đó đó ngày đó, người ta tức tốc bay qua bên Arizona đó, vô nhà thương gặp người con. Thì đương nhiên vô nhà thương gặp người con là băng bó tùm lum hết trơn á. Cô ta khóc lóc rồi cô ta phải đi làm ở đó 2-3 ngày xong về nhà để mình đi làm, rồi người con cũng vẫn còn trong nhà thương. Nhưng mà khi về tưởng là người con ở đó cái kiếp khoảng cả 2-3 tuần cả tháng, quý vị biết bị đụng xe băng bó tùm lum hết trơn á. Nhưng mà sao về có 2-3 ngày con đi về, bà thầy giật mình, cô ta giật mình, ủa sao vậy, mới thấy con bị trong bệnh viện băng bó tùm lum mà sao vậy. Thì người con nói đó, lúc mà con bị đụng xe đó, cái xe giật thép à, nhưng mà tự nhiên giống như có ai đó ẵm con lên đường, cho nên có cảnh sát đi ngay qua mới chở con vô nhà thương mà không chết rồi. Và chúng tôi biết rằng trong đây cũng có một số vị cũng có những cái sự cảm ứng đó, vì nó từng biết cơn bão Katrina phải không, đúng không? Cơn bão Katrina thổi vô và Luxembourg cũng có một số tử đây đó ngồi đây biết rõ đó. Thì lần đó chúng tôi cũng có qua bển, chúng tôi nhớ chùa Bạch Đức á, thì năm 2005 á thì chủ nhật làm lễ khánh thành thứ hai đi vô đập đang tập luôn. Thì lúc đó đó có một vị hòa thượng, bốn vị thầy, mấy chục Phật tử, tưởng mấy vị là lớn tuổi không nào. Quý vị biết cơn bão Katrina nó mạnh, nó khủng khiếp thế nào không? Rồi sao? Rồi lộn xộn này nọ, rồi cuối cùng ra không được, rồi hòa thượng đó, các vị thầy đó, cái vị Phật tử đó lên trần khoảng chừng 12 feet thôi, cao cũng giống là dưới đó, lên trên đó. Quý vị biết đó, là các vị sau này kể đó, nhìn bên ngoài đó là nước cá rồi nó chảy qua trở lại, nhưng nước nó ngập cái nắp rồi, nhưng mà nước nó không có lên cái trời. Vì lúc đó là sao? Vì lúc đó Phật hòa thượng và các vị tăng, nhất là Phật tử, có vị Phật tử kể đó, niệm danh hiệu Quán Bồ Tát, tức là trì chú đại bi á, cầm cái cây đàn cày, và đàn cày quý vị biết á, cái sáp đàn cày mà đang cháy đó, nó nhổ xuống đó, có thể mình cảm thấy nóng, cảm thấy bị phỏng không, mà lúc đó không còn cảm giác thấy nóng nữa. Đó là gì? Cơn tập tử nhất sinh thì mới thành tâm. Nên mỗi lần chúng tôi qua Cali đến chùa gặp hòa thượng, gặp quý Phật tử kể hoài hôm qua cơn đó đó là không có bị nước á, chỉ có lên tới cái trần thôi. Bên trong quý vị biết á, là cửa nẻo được tánh bằng hết trơn à, nhưng mà nước không lên đến trần. Tuy nhiên nhờ đức tu của hòa thượng, nhờ đức tu của quý thầy, cũng như nhờ sự thành tâm của quý Phật tử ngay lúc đó, trong cơn thập tử nhất sanh,
có thể quý vị nào chưa đi nhập định thì chưa cảm nhận được cái cơn tập sự nhất sanh đó. Và quý vị có thể là gặp những cái chuyện gì bình thường, có thể mất mát hay là buồn phiền gì đó mình niệm Bồ Tát Quan Âm, nhưng mà khi gặp cái loại sống chết đó mình thấy là lúc đó mình cần sự gia trì của Ngài, nếu mình có sự thành tâm. Nên khi sau cái trận bão đó, ngày thứ hai, ngày tối thứ ba tôi xuống thấy rõ ràng nước, cái mực nước đó tới cái trận mà không có lên được. Nên chỉ nếu mà vô trận là ngập chết ngọt hết trơn rồi à, cho nên quý vị thấy đó, biết bao nhiêu câu chuyện ha. Chúng tôi được biết đó, thượng bổn sư chúng tôi là Ngài Tuyên Hóa đó, lúc Ngài còn sanh tiền thì có những vị Phật tử người Mỹ thì họ không có con à, họ tới chùa à, như quý vị Phật tử đó, nhiều khi đó, đến chùa niệm danh hiệu Quán Bồ Tát cái gì xin con hả, có không à, xin con trai con gái có được quý vị, thì hai vợ chồng người Mỹ là đến gặp Ngài và nói Ngài, chúng con không có con, lớn tuổi rồi, khoảng 40 mấy tuổi chưa có con, thì xin Ngài gia hộ cho chúng con làm sao có con. Ngài được rồi, thế vì về những hiệu quả của ta đi. Ở đây chúng tôi sẽ thành tâm mà hội những đức chúng quản trình một thời gian sau, hai vợ chồng đều có con hết. Thêm một câu chuyện nữa, cái ông Mỹ, ông cư sĩ, đệ tử của Ngài có lúc đó đi qua bên Bà Lai Hoàng Pháp với Ngài đó, thì ông hứng sao đó, ông muốn đi qua đi hồ, leo núi thì biết cái giải Di Mã Đạp Sơn á, không theo hướng sau đi luôn, mà trước đó mà thường thì ông cho ông cũng đi lén đi, cũng kiếm đi như vậy cũng có người gai, ông đi làm sao đó lọt xuống cái hố sau khoảng chừng mười mấy feet á, ông lọt xuống đó, ông gai đi trước cũng không biết nữa, ông lọt xuống ông té nằm đó 3 ngày thì tạm đi, ông nằm đó vì ở đạo thành thường có những cái pháp hội là Quán Âm thấp á, có vị nào qua đạo thành chưa? Có chứ, có một số đó. Đó mỗi năm đều có những cái thất như thiền thất, Phật thất, Quán Âm thất, Địa Tạng thất vân vân á, thì ông Phật tử người Mỹ chứ không phải người Việt, phải người Tàu, người Việt, ông thường niệm danh hiệu Quán Bồ Tát đó, có tâm thành thì ngay lúc đó nằm đó, trời sương trời gió mà ông cứ nằm đó thì không có đứng, không có còn gì nổi, ông cứ nằm đó mà niệm danh hiệu một ngày 3 ngày 3 đêm. Rồi sau này có những người khác á, ông trai sau ông tìm được thì mình thấy ông té xuống rồi mới người ta mới vớt lên, đưa lên để đưa qua Thái Lan để đưa về Mỹ, người ta kể đó. Nên chắc quý vị biết ha, có những lúc đó, đôi khi chúng ta sẽ thường chỗ nào quý vị là có Bồ Tát gia hộ mình rồi. Ở quý vị khi rảnh rỗi, khi bình thường, khi khỏe mạnh, khi vui, họ nhớ đến Bồ Tát. Ở quý vị khi buồn phiền, Nam Mô A Di Đà cứu con, đúng không? Là sao vậy? Đương nhiên chư Phật Bồ Tát là sao? Cứu khổ ban vui. Ngài không có cứu vui hả? Lúc mà chúng sanh khổ mới cần đến Ngài, thì tâm của các Ngài đồng thể đại bi. Cho nên bất cứ chúng sanh nào, dẫu người nam, dẫu người nữ, dẫu người Mỹ, người Mỹ gì đó, bất cứ ai có tâm thành với Ngài, Ngài sẽ tiêu thị hiện để mà cứu độ chúng ta. Cho nên quý vị thấy cái sự thể hiện của Bồ Tát Quan Âm rất là vi diệu, và chắc chắn thì chúng tôi nói đó, đa số đây tất cả vị Phật tử trong đây đó, ai cũng có ít nhiều có những sự tương ứng, có sự kinh nghiệm, cảm được cái sự kinh nghiệm của Bồ Tát Quan Âm, nhất là những vị mà trì chú đại bi. Ở quý vị trong đây có bao nhiêu vị trì chú đại bi? Cũng ha, vì tại sao phải trì chú đại bi không? Tại sao vậy? Vì lúc nào sao lúc đầu mình cũng phải muốn có Bồ Tát Quan Âm theo mình, phải không? Nhưng sao nữa, mình nhớ đó, khi mình còn mê mờ, mình còn ngu si á, mình đương vào Phật, đương vào lực của chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ mình để thoát ra cảnh khổ, thoát khỏi khổ sự mê mờ đó. Nhưng khi mình hiểu đạo rồi, niệm danh hiệu Quán Bồ Tát, mình trì chú đại bi làm gì vậy? Có phải lúc nào cũng phải cần Ngài theo mình không? Ngài có ngàn tai ngàn mắt, chúng sanh chỗ cổ đời nào, bất cứ chỗ nào mà niệm danh hiệu Ngài, Ngài đều đến hết trơn đó. Còn tối ngày mà Ngài theo mình canh mình, sao Ngài đi được đây, được không? Không nghĩ vậy đó. Nghe sao mình định nghĩ kỹ, mình phải danh hiệu của Ngài, mình phải trì chú đại bi, phải làm sao? Phải phát triển cái tâm từ đó. Đó là cái giai đoạn mà hành Bồ Tát. Giai đoạn đầu mình chưa biết,
mình phải biết cái nhân quả báo ứng, và giai đoạn thứ hai mình cố gắng buông xả những cái phiền não vận động để tâm được an lạc giải thoát, và giai đoạn thứ ba là phải hành theo những cái hạnh của chư Phật, chư Bồ Tát. Nên khi mình trì chú Đại Bi không những được cái sự gia trì của Ngài để mà mình vượt qua những cái nỗi khổ buồn phiền trong cuộc sống hàng ngày, nhưng mình cũng phải phát triển cái tâm từ như Ngài để mình đem lại cái niềm vui, đem lại cái niềm an lạc, đem lại sự thanh thản đó đến cho mọi người. Nên quý vị nào mà thường mà trì chú Đại Bi nhiều á thì tâm phải sao? Tâm phải sao? Vừa thanh tịnh mà phải vừa sao nữa? Phải vừa từ bi. Chứ còn niệm danh hiệu của Ngài và trì chú của Ngài mà gặp người khác nói chút xíu là nổ bồ đề gai rồi, có chuyện lớn đó nha. Bởi vì cho nên á, mình phải hiểu cái ý của chư Phật. Lúc mình mê mờ thì mình nương vào lực gia trì của Ngài để thoát những cảnh khổ, nhưng mà mình hiểu đạo rồi mình phải nương vào chân pháp của Ngài, phát triển cái tâm từ nữa. Cho nên nhờ đó mình nhảy vào nước, mình xuống nước, nước không có chìm, nhảy vào lửa, lửa không cháy, đúng không quý vị? Đúng không? Hả? Tôi giả sử như mình nói là nước không có chìm, lửa không cháy thì mở cái bếp dưới đó, mình đút tay vô cháy biết à? Biết không? Mình nhớ là sao? Lửa là gì? Lửa gì quý vị? Lửa sân hận. Nước gì quý vị? Nước gì? Không phải. Nước gì? Nước ái. Ái dục đó. À, cho nên khi mình niệm tín hiệu của Ngài, mình trì chú Đại Bi, nhất là trước khi mình trì chú Đại Bi đó, mình có cái bài kệ đó, mình nhớ không? Gặp đau thì đau, đau trường đều bị cậy hết trơn đó. Đuối đau liền sụp đổ đó. Đuối đau là đuối gì quý vị? Trong tâm của mình, mỗi con người mình có gì? Có đuối đau không? Đuối đau gì? Sân hận, ganh ghét, đố kỵ đó. Nên mình cố gắng, mình phải nhớ những cái điều mà Phật dạy, những điều chư Bồ Tát dạy. Thực sự thứ quý vị, chính bản thân tôi cũng vậy đó. Hồi xưa khi chưa đi xuất gia đó, lúc còn cư sĩ cũng có tâm thành với Tam Bảo, cũng thì chú Đại Bi. Nhưng mà mỗi lần mà trước khi đi thi á, thì chú Đại Bi. Đương nhiên lúc đó mình nương vào sự giá trị của Ngài đó, đúng không? Thì nhờ sự giá trị của Ngài nên mình có thể là được điểm cao vân vân, cái đó ý của mình. Nên những vị Phật tử nhiều khi đó vì công ăn việc làm, mấy vị ha muốn buôn mai bán đất ha, điểm danh hiệu quan Bồ Tát, cho nên mấy vị thấy đến những cái tiệm bán đồ cổ, cái tiệm người Việt, tiệm người Tàu gì đó, đa phần mấy vị thấy tượng quan nhiều hay tượng Phật bổn sư nhiều, quan âm nhiều. Trên người không biết đạo và người biết đạo đều đa số từ thờ tượng Bồ Tát Quan Âm hết trơn. Vì sao? Ngài quá từ bi đấy, nên Ngài thiên sứ thì còn thiên sứ ý à, thiên sứ ứng à. Nên bất cứ chỗ nào mà có chúng sanh cầu khẩn Ngài, Ngài đều thị hiện, nhưng mà thì để dẫn dắt mình từ từ mình xá trở lại, chứ không phải lúc nào cũng giống mình nghĩ rằng có anh Sơn sẵn rồi, phải không? Hay là có protection chẳng hạn, rồi phải quý vị giống như ở nhà mình á, ở nhà mình có quý vị gắn những cái security camera đó ha, có chuyện gì đó cảnh sát tới phải không? Rồi Bồ Tát cũng vậy, có chuyện gì cổ Bồ Tát tới phải không? Giống vậy không? Mình nghĩ lại mình nhớ Đức Phật hay chư Bồ Tát đều dạy, đều nhắc mình, và cái buổi ban đầu chắc chắn còn mê, mình còn yếu, mình chưa hiểu đạo, mình chưa hiểu nhân quả, mình cố gắng mình nương vào lời Phật dạy, hướng sự giá trị của Ngài để vượt qua cảnh khổ đó. Nhưng mình hiểu đạo rồi, phải hành trì như lời của Phật dạy, như cái hạnh của chư Phật, nhất là hạnh của Bồ Tát Quan Âm. Thì tôi nghĩ chắc chắn đa phần cái vị trong đây, nhất là vị người nữ đó, đa phần vị đều là người mẹ hiền phải không? Đúng không? Chắc chắn không bao giờ mà tôi nghe con nói là người mẹ dữ đâu, không có đâu. Đúng quý vị, ai cũng là người mẹ hiền, mình mẹ hiền cho con cái mình, phải không quý vị? Và Bồ Tát người mẹ hiền cho ai? Cho tất cả chúng sanh. Cho nên đó, Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta hành hạnh Bồ Tát đó, mở cái tâm mình ra, trang trải tâm mình ra, không những người mẹ hiền cho con cái mình nữa, mà người mẹ hiền cho những cái người có duyên với mình, phải không quý vị? Không những là người có duyên bất cứ ai, tất cả chúng sanh cũng vậy, loài vật cũng vậy. Cho nên đó là cách mà mình hành theo hạnh gì? Hạnh Quán Âm. Hạnh quý vị, đó là mình bắt chước, hay là mình hành theo những cái hạnh mà chư Phật, chư Bồ Tát đã hành trì, để sao? Để từ từ mình như Bồ Tát Quán Âm vậy, đúng không? Cho nên đó là cái mục đích chính mà Đức Phật, chư Bồ Tát đi hiện để cứu độ chúng ta đó.
chứ không phải chỉ là tới chùa niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát để con buông bài bán đắp, để con trai con gái. Quý vị hiểu chưa? Đó đúng nhiên lúc người chưa hiểu thì mình cầu vậy, hiểu rồi thì sao? Mình phải sao? Phải có sao? Có tâm từ bi hơn nữa, có tâm thương người hơn nữa, tâm hỷ xả hơn nữa, tâm tha thứ hơn nữa, thì đó mới đúng theo cái lời dạy, cái sự hạnh nguyện độ sanh của chư Phật Bồ Tát. Đó là điều mà hôm nay chúng tôi muốn nhắc lại quý vị, để chắc chắn đa phần quý vị hiểu rõ điều này. Thì xin quý vị cố gắng, hôm nay là lễ vía Bồ Tát Quán Âm, thì chúng ta ít nhiều gì đến chùa nghe quý thầy giảng kinh thuyết pháp, cũng như là dự tham dự lễ này, rồi sau đó chúng ta ăn cùng với đại chúng ăn chay một bữa ha, có bữa hả, nhiều bữa nhớ gì, nhớ biết chưa? Có một số vị mà thọ giới Bồ Tát với chúng tôi bên Indiana đó, năm rồi đó, thì có một số vị hỏi chúng tôi đó, cái điều kiện đầu tiên, cái điều kiện tiên quyết nào, cái việc quan trọng nào để mà thọ giới Bồ Tát, chúng tôi nói sao thì nhớ không? Điều kiện đầu tiên là gì? Vậy gì? Ăn chay trường, không phải là 6 ngày nha, nói rõ ràng ha, đừng có lẫn lộn nha. Mấy vị quý vị mà thọ giới Bồ Tát ở chỗ nào thì cũng biết, mà đến chúng tôi là phải. Vì sao? Mình còn ăn uống chúng sanh thì còn gì? Còn gì? Còn ma quỷ, còn gì nữa? Còn mình có ăn chay trường ít nhiều gì không, mình cũng thanh tịnh không, mình không có hại chúng sanh, nên Bồ Tát là ban vui cứu khổ, đúng vậy. Mà mình sao? Mình ăn uống họ còn ban vui cứu khổ gì không? Mình còn làm khổ chúng sanh, đúng vậy. Cho nên đó là chúng nói tổng quát, quý vị nào chưa ăn chay trường được thì từ từng bước quý vị, thấy không? Cho nên hôm nay tôi muốn nhắc lại điều đó để quý vị nhớ, đó là điều mình sao? Mình thực hành được qua cái đề ăn uống quá dễ thì không, thì có thể cái việc mà chưa ăn chay được đó, mình tập từ từ đó. Có thể chúng tôi biết bị ở bên Houston này có phước lớn lắm, phước lớn hơn Phật tử những số khác nhiều lắm, muốn ăn chay sao, hoặc là ở nhà nấu, hoặc là nấu chay đừng sao đến chùa thỉnh mua, hoặc đến những cái tiệm chay hàng hạ đây quý vị, đúng không? Thì ít nhiều gì bị cố gắng một tháng sau, một ngày tăng lên 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày cũng không, từ từ. Hại người ta thì sao, nhân quả, nhân nào báo đó. Nên dẫu mình ra ngoài mình giết hại chúng sanh, đến chùa cầu Bồ Tát độ mình được không? Cho nên nếu mình phải hiểu và theo lời Phật dạy. Cho nên bữa hôm tôi cũng có nói, Đức Phật ngày dạy trong kinh Niệm Phật Ba La Mật á, có 10 cái điều, 10 cái loại tâm. Và cái tâm đầu tiên là gì? Tính tâm. Và trong tính tâm đó đó, Đức Phật ngày dạy có 3 cái là gì? Điều tin, niềm tin đầu tiên là gì? Tin nhân quả, tin tam bảo, tin chính mình. Phải tin nhân quả, phải hiểu lời Phật dạy. Tin nhân quả đó, làm lành thì được quả báo lành. Còn mình làm sai làm trái mà mình cầu nguyện Bồ Tát Quán Âm, cầu chư Phật, chư Bồ Tát có độ mình nổi không? Nhân quả mà. Cho nên vì chỉ khi nào mình làm đúng theo lời Phật dạy, đúng theo lời chư tổ, đúng theo lời chư Bồ Tát, thì chắc chắn mình sẽ lúc nào cũng được an lạc, cũng được hạnh phúc, cũng được tự tại, ai cũng thương mình, ai cũng mến mình. Vì gương mặt mình, gương mặt hiền từ như Bồ Tát Quán Âm. Heavenly Father's body is the color of gold. The splendors of his hall light has no peer. The light of his brow shines round 100 worlds. Wide as the seas are his eyes clear and clear. Shining in his blue spot transparent.
Mắt nhìn ông
Phật lớn, thấy một nụ hoa cười bơ về đôi cánh bướm. Con quỳ đây dưới Phật đài, thành tâm khấn nguyện một ngày bình an. Chúng sanh trên khắp thế gian, đời vơi bớt cảnh lầm than khốn cùng. Vang cầu Phật tổ bao dung, vị tha những kẻ bạo hành sân si. Người đời thôi tiếng thị phi, nguồn vui xin mãi nữ trì muôn nơi. Thói đời phiền não mau vơi, bình yên vạn nẻo nụ cười thanh tao. Quán Âm Bồ Tát trên cao, sủng ân ban phép nhiệm màu cứu sinh. Hỏa nan trên cõi nhân linh, khấn xin phù hộ hội sinh vạn phường. Nguyện cầu chư Phật mười phương, kiếp người sinh mãi trong đường yên vui. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quán Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Bé cho thầy hỏi, ai dạy con hát bài này vậy? Ngâm bài thơ vậy? Tự con học hay ba mẹ dạy? Dạ ba mẹ con dạy. Ba mẹ có ở đây không? Dạ có. Đâu? Ba mẹ ở đâu? Con học mấy tháng, mấy ngày, mấy tiếng? Bài thơ này đó con học mấy bao nhiêu lâu mới thuộc? Dạ khoảng 2 tuần. Giỏi đó. Cảm ơn em Hồng Nhi nha. Quý vị thấy em Hồng Nhi quá hay không? Học có 2 tuần mà thấy là có triển vọng mà sau này là bác sĩ rồi đó. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Mẹ hiền Quan Âm ngàn mắt ngàn tay, mắt người nhỏ lệ vì thương đời đau khổ, mắt người thăm thẳm tuyệt vời hư không. Cam lồ nước chảy một dòng, ngàn mắt thấu suốt cõi lòng vô chung. Đó là những dòng mở đầu cho nhạc phẩm Ngàn Mắt Ngàn Tay mà chúng tôi xin kính mời tất cả quý Phật tử. Và chúng con xin trân trọng kính mời thầy cùng tất cả quý cô bác, quý Phật tử lắng nghe bài hát Ngàn Mắt Ngàn Tay trong niềm tri ân vô hạn đến Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm qua tiếng hát của anh Minh Đức và sự phổ hòa của chị Phương Mai. Anh Đà Phật. Nào ai biết đường về đâu, thời gian con lướt mây mù, cỏ cây cùng một niềm đau, hận thù răng răng muôn lối. Người ơi lệ thầm đầy vơi. Mẹ hiền Quan Âm ngàn mắt ngàn tay, bàn tay vẫy gọi muôn người, bàn tay ấm nội đoạn trường hư vô, trần gian còn mãi đợi chờ, bàn tay cứu vớt đôi bờ. Chùm sóng vỡ, mây đen che phủ mặt trời, thuyền đời trôi từ muôn kiếp, nào ai biết được về đâu. Thời gian con lướt mây mù, cỏ cây cùng một niềm đau, hận thù răng răng muôn lối. Người ơi đầy vơi. Mẹ hiền Quan Âm ngàn mắt ngàn tay, mẹ hiền Quan Âm ngàn mắt ngàn tay, mẹ hiền thân
Thank you.
nha. Dạ, kính thưa quý vị, đây là niềm hy vọng của tương lai của chúng ta ở tại nước Mỹ, phải không quý vị? Dạ, sau đây thì chùa Phật Giác xin mời nhóm hợp ca của Thu Vân, Lê Hằng và Thiên Thảo lên đây qua bản Niềm An Vui. Thank you.
từ nhân duyên tôi anh gặp lại, từ nhân duyên oan trái chiều gặp nhau. Lord, some more.